Bây giờ thế này, thực ra nói là tất cả mọi cái cuộc chiến đều có mục đích. Thế thì cái cuộc chiến tranh xâm lược, mục đích của nó vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược. Dạ. Thì dưới cái áp lực của các cái công dân Mỹ, họ phát hiện ra cái sự gọi là can thiệp một cách không đúng đắn vào cái chiến trường Đông Dương, đặc biệt là cái điểm nhấn là chiến trường Việt Nam, miền Nam. Thế thì dưới cái áp lực đó, cộng với áp lực của cả cái cộng đồng quốc tế, rồi cộng với lại cái gọi là cái hình thái chiến tranh đang rất xấu đối với lại phía Mỹ, thế thì cái cuộc mà cho nên tôi bảo là ở đây có thể hình dung có hai cuộc rút chạy của Mỹ. Một cuộc rút chạy là được ẩn dưới những cái gọi là cái giải pháp chiến tranh, cái cuộc rút chạy được ẩn dưới các giải pháp chiến tranh, và một cuộc rút chạy thật sự leo lên máy bay mà biến. Thế là thực ra là cái cuộc rút chạy ở bằng giải pháp thì nó để lại rất nhiều thứ, kể cả cái lực lượng hậu cần vẫn là người Mỹ. Dạ. Người Mỹ vẫn nằm tranh anh ở Việt Nam. Cho nên có cái cuộc rút chạy bằng thực thể, tức là bằng con người cụ thể của năm 1975, 30. Còn có một cái hồi nãy bạn nói rất đúng ở chỗ này. Tôi cũng đã từng có một lần từ trên một cái cuộc giao lưu, cuộc phỏng vấn nhỏ của cái chương trình VTV đấy. Thì khi nói về cái cuộc chiến tranh ở tại Quảng Trị, thì các bạn có nói một cái chi tiết như này là, tôi có nói một chi tiết thế này là, đến ngày 1 tháng 5 thì chúng tôi vào chiến đấu, và cho đến mùng 1, mùng 2 tháng 5 thì chúng tôi giải phóng được là Hải Lăng, Quảng Trị, và sau đó phải đến 4 ngày sau mới làm sạch được. Thế thì cũng có những người, tất nhiên họ không thích tôi. Họ bắt đầu là họ xuyên tạc, họ cho rằng là ông Lê Văn Dương nhớ không chính xác về cái ngày giải phóng Quảng Trị. Dạ. Thế thì tôi mới cười, tôi cũng không giải thích gì nữa, là lúc đấy họ cứ rêu rao ở trên mạng, rồi họ nói nọ kia, rồi họ thậm chí họ gửi đơn gửi từ cho cả cái chính quyền Quảng Trị, rồi họ cho rằng là Lê Văn Dương là nói không nhớ và nói có bịa ra một cái câu chuyện là giải phóng Quảng Trị là 4 ngày sau khi giải phóng. Thì thực chất nói là theo quy ước chúng tôi giải phóng xong thị xã Quảng Trị thì có nghĩa là Quảng Trị đã được giải phóng. Yeah. Nhưng nếu tôi dùng cái từ là 4 ngày sau chúng tôi làm sạch cả cái khu vực phía Nam Hải Lăng. Yeah. Thì cũng giống như là khi mà cắm cờ trên dinh độc lập, bây giờ gọi là dinh thống nhất bây giờ. Yeah. Vào ngày 30 tháng 4 là chúng ta coi như đó và chấp nhận cái sự đầu hàng của đối phương. Yeah. Đấy. Ông Dương Văn Minh lúc đấy là cũng coi như chấp nhận đầu hàng. Yeah. Đấy. Thì đồng thời coi như là đó là cái ngày để chúng ta lấy làm cái mốc son. Dạ. Gọi là ngày là giải phóng hoàn toàn miền Nam. Dạ. Nhưng thực chất là tiếng súng vẫn còn nổ ở phía Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Nam và phía Nam Bộ. Dạ. Vẫn đang còn. Ngay cả trong nội đô Sài Gòn, nội đô và ngoại đô Sài Gòn vẫn còn đi đà đi đẹp. Dạ. Thì chúng ta chưa gọi là đến lúc đấy ấy, thì chúng ta không thể nói là cứ dây dưa cho đến ngày đó mới giải phóng được, chúng ta lấy một điểm thôi. Dạ. Nhưng nếu như những cái trong các cái cuộc chiến tranh của các trên thế giới ấy, thì thường giả dụ như người ta một cái sư đoàn chẳng hạn, khi đánh nhau quân có thể còn đông bao nhiêu mặt, nhưng mà cái bộ chỉ, sở chỉ huy mất cờ của sư đoàn, gọi là cái ngọn lá cờ của sư đoàn đó. Dạ. Được bị mất đi thì coi như là cái sư đoàn nó bị xóa phiên hiệu, gọi là xóa sổ. Xóa sổ. Dạ. Chứ không cần phải chờ đến cái người lính cuối cùng. Dạ. Đấy, chỉ có khác cái của mình thì không có cái quy ước đó, của mình là cứ giả dụ như đại đội tôi chẳng hạn, bao nhiêu lần là chỉ còn có 6-7 con người, 6-7 người nữa, xong lại đi nhập nhảnh anh em ở các đại đội khác gom lại thành một đại đội, lại đánh nhau tiếp, lại vẫn giữ nguyên phiên hiệu cho đến bây giờ. Dạ. Thế thì nó khác. Thế thì cái cách cho nên cái lý giải trong cái chuyện nhỏ này sang một cái chuyện lớn hơn nữa là cái chuyện mà bản chất của cuộc chiến. Dạ. Nó cũng thế thôi. Dạ. Thế bản chất của cuộc chiến về hình thức thì đúng là hai người Việt Nam đánh nhau đấy. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là hai người Việt Nam đánh nhau, nhưng thực ra một người đánh nhau bằng cái tâm thế khác, một người đánh nhau bằng cái tâm thế khác. Dạ. Khác hoàn toàn. Rất là cảm ơn anh. Và đây là câu hỏi của khán giả. Khi viết những
Câu hỏi của bạn Thiên Nga: khi viết những câu thơ đò lên Thạch Hãn, ông có nghĩ tới chuyện bài thơ sẽ được phổ biến hay trở thành bài hát không? Thực sự là tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là nhà thơ. Mà nói thực ra này, tôi từ tầm bé là cũng do cái những cái sự đam mê thôi. Tôi có thể ngồi kiếm cơm được bằng cái nghề hội họa, tức là nguệch ngoạc viết vẽ ký cho người này rồi vẽ tranh thờ cho người kia, đại loại thế. Thế thì có thể kiếm được ăn bằng nghề đó. Rồi thi thoảng lại các cụ đi hát hò thì cứ hay rủ dê, là bảo thôi cứ rủ tôi đi, thì thường thường tôi lại bé thôi, nhưng mà tôi ngày xưa các cụ gọi là cho thằng bà ấy, cho bà Chánh ấy, cho thằng Cú Dương nó đi theo bọn tôi tí. Thế là hôm nào tôi ngồi và tôi theo cái nhóm bên nào thì nhóm bên đó là sẽ cố gắng giành được phần thắng thôi. Là bởi vì các cụ bên kia mà ra được một câu thì bên này là tôi lại gà cho các cụ bên này một câu rất nhanh. Cho nên tại sao bây giờ cái thơ tôi viết thường là ngắn, một bài thơ có khi chỉ hai câu thôi, nhẹ nhàng hai câu ấy, là nó ảnh hưởng từ cái lối hò đối đáp vậy. Hò đối đáp vậy, tức là một cái cách gọi là giao tiếp trả lời, tôi nói nôm na là bằng văn vần cho nó dễ nhớ, dễ biểu đạt. Thế thì kể cả những cái khi mà ngồi viết những cái điều gì đó cho anh em bạn bè chẳng hạn, ghi lại những cái, ngày xưa là tôi chịu khó ghi nhật ký lắm, nhưng mà sau này nhật ký tôi để trong ba lô rồi cuối cùng cũng bị tụi nó đánh vào, cứ nó đánh vào nó mình mất ba lô đi, sau đó tôi cũng không viết gì nữa, mà thi thoảng gặp cái gì tôi viết cái đó. Thế kể cả những có những bài thơ tôi chép trong đầu xong rồi tôi lại viết lại trên sau này, thậm chí có khi chép trong đầu nhưng có khi là tôi lại viết vào cái tấm cắt tông mà lót đằng sau cái lưng ba lô, để là vừa làm cái quạt để là lót đằng sau lưng ba lô vậy. Thế thì cái cách viết của tôi là giống như này, đây là cái tiếng lòng mình, cái cảm xúc của mình bột phát ra thành gọi là ngôn từ, thành câu, thành từ, thành câu, cho nó dễ đọc, dễ nhớ. Rồi để khi mà nói chuyện với nhau rồi lưu giữ lại trong cái ký ức của mình nó dễ. Thế chứ còn cũng không nghĩ được, thậm chí bây giờ tôi là riêng cái bài thơ mà Lời Người Bên Sông đấy, tức là đã có khoảng 10 đến 11 bài gì đấy, là 11 cái bản phổ nhạc của các cái nhạc sĩ họ phổ gần như nguyên vẹn cái bài thơ đó. Có những bài là nguyên vẹn, thậm chí có những bài là nguyên vẹn cả hai khổ thơ, của cái khổ thơ ban đầu và khổ thơ sau này tôi đã sửa. Thế và còn khoảng độ hơn vài chục cái ca khúc là người ta phổ lấy một câu hai câu và thậm chí cái ý, nhưng mà một câu hai câu là nhiều đấy, thì cũng vài chục. Thế nhưng mình không nghĩ được là nó như thế, nhưng thôi thì cũng là một cái điều, tôi không cho đây là điều gọi là vĩ đại gì cả. Nó chỉ là một điều rất là đáng mừng cho nên này, cái tiếng lòng mình nó đã nhận được cái sự đồng cảm của rất nhiều người. Người ta cảm nhận được cái tiếng lòng của mình, và cái tiếng lòng đó nó phù hợp với lại cái tiếng lòng của rất nhiều người. Cho nên là người ta thể hiện cũng tiếng lòng mình cộng tiếng lòng họ thể ra được một cái thứ, một cái sản phẩm khác đi. Là nó có thể là nó phổ cập được tốt hơn, rộng hơn, lan tỏa hơn. Dạ. Ừ. Rất là cảm ơn anh. Đây là một câu hỏi nữa của bạn Dương Anh Đức. Cho đến bây giờ khi nghe lại bài hát mà câu từ do chính mình viết, tình cảm cũng như suy nghĩ của ông về một giai đoạn gian khổ của đất nước có khác nhau không, thưa ông? Thực ra nó hoàn toàn không khác được. Là bởi vì này, là tất cả những thứ gì tôi viết ra là nó gần như là nó như là những cái thứ được ủ, như những cái hạt, như những cái hạt được ủ từ trong cuộc chiến vậy, từ trong những cái quá trình tôi tham gia chiến tranh, những cái quá trình mà tôi đi nhặt nhạnh từng cái mảnh di hài đồng đội, gói vào trong cái gói rồi kiếm một cái chỗ đất nào đó mềm mà đưa anh em trong lòng đất. Cũng có những lúc mà mình vuốt mắt cho anh em thì còn nguyên vẹn để vuốt mắt cho anh em, nhưng có những lúc mà chỉ có hàng chục con người như thế, mình nhặt nhạnh chưa đầy vài ba cái gói xương thịt của anh em để đưa vào lòng đất, thì tất cả những thứ đó, cái cảm xúc đó nó giống như là thứ nuôi giữ những cái ký ức đối với tôi, mà ký ức đó bây giờ tôi có thể chuyển nó ra thành là câu văn vần, hay ta mà mọi người cứ gọi là thơ đấy, thì
nó cũng chỉ là cái ký ức là cố định, gần như là cố định, như thế ăn hẳn sâu trong tôi vậy. Cho nên bây giờ mình nhớ lại thì tôi vẫn chỉ là nhớ. Cho nên bây giờ là giả dụ như là mấy người cứ hỏi là cái bài thơ đó, sau bài thơ đó anh có viết gì về thế mà không, tất cả mọi thứ tôi mỗi lần về cái gì tôi cũng quý về bốn câu thơ đó cả. Giả dụ như là bạn còn đầu suối cuối đồi, tôi còn khản tiếng đỏ ơi ơi đỏ. Tức là một lần trở về sông nghe người ta đọc lại cái bài đó, rồi thậm chí có người hỏi là ở cái bài thơ như thế, rồi bác nổi tiếng như thế, vân vân. Thì mỗi lần bác trở lại trên trường Quảng Trị, bác thế này thế kia, thì tôi chỉ lại trả lời rất ngắn gọn thế này, cảm xúc của tôi vẫn nguyên vẹn. Bạn còn nằm suối đầu suối cuối đồi, tôi còn khản tiếng đỏ ơi ơi đỏ. Hoặc là vẫn dòng sông đấy êm đềm, bạn tôi nằm lại thành đêm ơi đỏ. Rồi là bạn còn nằm mãi rừng xa, nên đầu sông cứ vỡ òa cuối sông. Thì tất cả nó cũng chỉ gom lại đúng bằng một cảm xúc đó. Thì đấy, tất cả những cái câu trả lời, những cái tôi vừa đọc là với người khác thì gọi là câu thơ, đối với tôi đó là một bài. Hay là nói tóm lại một cái đoạn văn vần, tôi biểu đạt lại cái cảm xúc của mình với cái tình cảm của tôi đối với đồng đội tôi, rồi cái cảm xúc của tôi đối với cái cuộc chiến vệ quốc này. Tức là những cái bài thơ hai câu mà anh nói đấy, hầu như nãy giờ em nghe anh đọc là cứ hai câu một, hai câu một. Và trong những cái bài câu, những cái bài thơ hai câu của anh, có lẽ là em thấy một cái bài nó phải lên đến đạt ở một cái độ gọi là đỉnh của, vừa là cảm xúc nhưng mà nó lại cũng mang một cái, nói là triết lý thì không phải, nhưng mà nó gần như là nó thu tóm cả một cái linh hồn của một cái giai đoạn và một cái khu vực của trận chiến. Đó chính là hai câu thơ mà anh viết tặng một cô bé gọi anh bằng chú. Anh đọc lại đi. Thực ra thì cái mà đấy, cái cách chịu ảnh hưởng của cái lối viết ngắn, nhưng mà cũng là để dùng thay cho những cái câu trả lời trong một cái ngữ cảnh nhất định. Thế thì cái này có thể tặng cho là hai câu này có thể tặng cho những người đồng đội tôi ở trong cái mặt trận B5 lúc đấy, gọi là quân giải phóng Bắc Quảng Trị đấy, mà tôi gọi là, hoặc là Bắc đường 9, quân đường giải phóng đường 9 đấy. Rồi những cũng có thể tặng cho cả đồng bào chiến sĩ của Quảng Trị. Thế thì khi nói về cái vị thế của những người chiến sĩ lúc đấy, mà người Quảng Trị lúc đấy cũng là chiến sĩ y như chúng tôi thôi, đặc biệt là với vùng đất Vĩnh Linh. Vĩnh Linh chẳng hạn là đồng bào ở đó, khi họ đưa người đi sơ tán ra theo cái hệ K8, K9, các cái chiến dịch K8, K9, K10, thì họ đưa ra Bắc là một cái cuộc ủ quân, nuôi giữ hạt giống đỏ sau này để dành cho hậu chiến. Thế thì những người ở lại họ cũng chiến đấu như chúng tôi cả. Thế thì cho nên là khi mà những người với một cô bé mà ở trong cái vùng đất như thế hỏi tôi câu đó, thì tôi cũng nói đúng cái vị thế của không những của chúng tôi mà của cả chính các cô ấy, của chính gia đình các cô ấy, của chính đồng bào chiến sĩ ở địa phương này. Tức là một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc, một dấu chân in màu đất hai miền. Thì cái này ấy, nó còn một hàm nghĩa nữa, nó rộng hơn một tí nữa. Cho nên là có phải nói này, trong cái chiến tranh, cái cuộc chiến tranh vệ quốc, mà khi chúng ta phát động cái công cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước, với cái mục tiêu là thống nhất đất nước, thế thì tất cả các đơn vị chủ lực ở trong toàn quân này hầu hết đều trải qua cái mặt trận Quảng Trị. Tức là tổ chức huấn luyện quân rồi đưa quân vào chiến đấu ở Quảng Trị như một cách thăm dò, thể nghiệm cái lối tác chiến của đối phương, phương thức tác chiến của đối phương, thể nghiệm và sức chịu đựng, cái khả năng sử dụng vũ khí của đối phương như thế nào, cái tiềm lực quân sự của họ ra sao, rồi cái tổ chức, cái phương thức tác chiến của họ ra sao. Sau đó rồi rút ra, củng cố lại, bổ sung quân, đi thẳng vào phía Nam Bộ hay là Trung Bộ, đi thẳng, đi sâu vào chân trường miền Nam. Tức là đây là cái cách, cho nên là, rồi đồng thời, mỗi một cái trận đánh ở Quảng Trị diễn ra, thì nó ảnh hưởng đến cái vị thế, cái gọi là cái sự dịch chuyển
về ý thức, về kinh tế, rồi về, về kể cả ngoại giao, kể cả nó làm cái biểu hiện rất là nhạy cảm đối với cả đối phương đấy. Tức là một khẩu súng đấy, giữ hai trời Nam Bắc làm như vậy. Tức là anh đánh không phải chỉ có một mục tiêu phía Nam này mà giữ cho cả. Tức là trong này đánh càng mạnh thì cái chiến tranh phá hoại này càng giảm đi, càng giảm đi. Một khẩu súng giữ hai trời Nam Bắc, nhưng mà một dấu chân in màu đất hai miền. Là cái thời kỳ đó là thời kỳ rất thực, là bọn tôi gọi là ăn cơm bờ Bắc mà đánh giặc ở phía bờ Nam. Tức là cứ mỗi lần chiến đấu khoảng chiến dịch khoảng độ nửa tháng, một tháng, thậm chí có hai tháng, xong rồi rút ra lại qua khỏi vị tuyến, qua khỏi khu vực quân sự, ra ở Vĩnh Linh, ra Quảng Bình huấn luyện bổ sung, huấn luyện xong bổ sung quân, tiếp thêm vũ khí, lương thực, xong lại tiếp tục vào mở chiến dịch lại đánh tiếp. Thì gọi là cơm Bắc giặc Nam, rồi nôm na là cắt ngắn là như vậy. Nếu mà dài ra thì gọi là ăn cơm bữa Bắc và đánh giặc bữa Nam. Tức là ngày Bắc đêm Nam theo cái kiểu như vậy. Thế thì bây giờ em mới hiểu đúng nghĩa của câu đấy. Trước đây em cứ tưởng là người ta nói vậy là ý tứ là ăn cơm là của gạo miền Bắc chuyển vào và đánh giặc ở miền Nam, chứ em không nghĩ là nó lại có cả không cái có nghĩa, cả nghĩa đó. Dạ. Nhưng mà cái nghĩa đen như thế nó cũng là chuẩn. Tức là hồi đó nhớ có một lần bác nói thế này là những cái trận thắng rồi những cái gọi là cái công cuộc chiến đấu ở trong công cuộc chiến tranh giải phóng ở miền Nam này, mỗi trận đánh thì nó là trận đánh cho cả cái sự, nó gánh chịu cho cả cái, nếu miền Bắc gánh chịu những cái gọi là cái hy sinh về vật chất, về người, về của cho phía Nam, thì đồng thời những cái trận thắng ở phía Nam cũng làm vợi đi cái sự âu lo của miền Bắc, làm vợi tức là làm giảm đi, tức là cái sự nặng nhọc của cái sự chi viện. Tức là mình đẩy chiến tranh càng rút ngắn bao nhiêu thì cái sự gồng lên của người đồng bào ở phía Bắc này giảm đi bấy nhiêu. Dạ. Nó đỡ đi. Xin cảm ơn anh. Có một câu hỏi nữa mà khán giả Chu Hương muốn gửi đến anh. Câu này cũng khá là đặc biệt. Hãy cho chúng tôi cảm nhận được rõ hơn Đò Thạch Hãn bằng cách chia sẻ về con người, những câu chuyện nơi ấy. Xin cảm ơn nhà thơ. Thực ra gọi là nhiều người cũng nhầm trong cái chuyện này, người ta cứ bảo là thuyền lên Thạch Hãn. Dạ. Nhưng tôi, bởi vì tôi sống ở Quảng Trị có mấy năm, tới 5 năm thôi. Dạ. Rồi sau chiến tranh rồi thì tôi trở về Quảng Trị giống như kiểu là một người Quảng Trị. Trở về tôi cứ gọi là về Quảng Trị chứ tôi không gọi ra Quảng Trị. Dạ. Thế là thực ra mình tất cả một cái thứ tôi dùng đều là dùng gần như là dùng theo phương ngữ của Quảng Trị. Dạ. Đấy. Tức là ngay cả đò tôi dùng đúng từ của đò, phương ngữ của Quảng Trị, từ gọi tên của Quảng Trị. Dạ. Thế còn cái nhân cách của người Quảng Trị đấy, thấm ngẫm từ cái nhân cách của người Quảng Trị, rồi từng câu dân ca của người Quảng Trị, tôi có thể nói là tôi hát được dân ca Quảng Trị rất là chuẩn, mà thậm chí là ngồi đùa chơi với anh em thì tôi vẫn có thể là tôi thể hiện được những cái đó rất bình thường. Ngồi nói chuyện với các bà mạ ở Quảng Trị, giả dụ như ở đây tôi là người Nghệ An thôi, nhưng mà tôi lại là đồng chủ tịch hội đồng hương Vĩnh Linh Quảng Trị ở tại Khánh Hòa này. Thế mỗi lần tổ chức cho đồng bào người ta, đồng bào Vĩnh Linh mà với Quảng Trị ở đây người ta gặp mặt ngày đầu xuân ấy, thì tôi tổ chức theo cách của tôi, tức là tôi thay vì là đặt cơm, người các cái tổ chức đồng hương khác thì họ đặt cơm, đặt tiệc ở nhà hàng nọ kia vân vân, tôi vẫn mượn một cái hội trường, vẫn nhà hàng. Dạ. Nhưng tôi lấy cái tiền bà con đóng góp với là tiền tôi anh em bọn tôi xin được. Dạ. Thì tổ chức là giao cho các chị người địa phương, các chị ra mua, tự đi mua đồ ở ngoài chợ. Dạ. Mua những cái thứ mà quen thuộc của Quảng Trị. Dạ. Như là bánh, như là bột lọc chẳng hạn, các chị về tự làm các loại bánh của Quảng Trị. Dạ. Rồi nước uống cũng là nước chè xanh theo kiểu của Quảng Trị. Đấy, rồi bữa cơm là cũng là cơm cà, cơm ấy, ngày Tết thì thôi chán thịt rồi thì bây giờ là cơm cà, cơm rau vặt theo cái kiểu Quảng Trị, nấu các món như Quảng Trị. Nhưng mà khi ngay cả ba loại bánh thôi, khi đặt lên trên bàn, nhưng mà tôi chỉ giao cho các chị là làm hai loại, còn loại để đó không làm. Thế thì ra đó tôi bảo là xin mời bà con ta ăn hai loại bánh này xem là thưởng thức cái món quê. Thế từ món quê đó
là bà con ta nói chính xác được hai loại bánh đó là bánh gì. Thế xong rồi tôi mới nói là còn một loại bánh nữa đố mọi người. Thế mọi người là có người nhớ người quên. Sau đó mình mới chuyển câu chuyện là, tức là câu chuyện của hội đồng hương không còn là câu chuyện nặng nề về lúc lại báo cáo thành tích, là thậm chí nó hơi đụng chạm một chút là người của chị phía bên này, người phía bên kia, không còn nữa. Người thì chỉ còn câu chuyện của quê hương, với những món ăn quê hương gợi nhớ đến tình cảm đồng bào đồng bọc. Thế cái cách nó như thế. Và người Quảng Trị thì ngay chính những câu chuyện này, tôi ngồi tôi kể chuyện, tôi bảo là ngay một câu chuyện thế này tôi học được ở bà con đồng hương chúng ta một cái, không biết là bà con có nhớ được một cái cách, sự khác biệt giữa cái cách mời cơm của người Quảng Trị với mời cơm của vùng khác như thế nào không. Cũng có người, thực ra họ người Quảng Trị cũng có người nhớ, có người họ cũng nhớ. Nhưng mà tôi chỉ cười cười, sau đó tôi chỉ nói này, nếu như ở miền Bắc người ta mời cơm là thế này, là khi mà có khách đến thì nếu như họ chưa chuẩn bị được cơm thì bảo dạ bác ngồi chơi uống nước, gia đình chúng tôi ăn cơm ạ. Thế đó là một cách rất là lịch sự, là gia đình chúng tôi mời bác uống nước, cứ ngồi đây, rồi tôi sẽ tiếp ăn cơm xong tôi sẽ tiếp, đại loại thế. Còn nếu như họ cảm thấy là có thể là thêm bát thêm mâm thì người ta bảo là bác cùng dùng cơm với gia đình ạ. Đó là một cách. Nhưng còn cách của đồng bào Quảng Trị thì đặc biệt là với bộ đội chúng tôi ăn cơm nhà dân thì ngại nhất là đụng chạm đến cái thêm miếng cơm bát gạo của đồng bào, thì nghĩ là chính sách dân vận tội bà con đã nghèo đấy, thế thì là cứ rất ngại. Nên các bà mạ Quảng Trị thì họ lại biết được cái ngại đó, thì có lẽ biết được cái ngại đó cho nên người ta mời thế này, người ta gắp miếng cá cho vào bát tôi chẳng hạn, bảo con ăn đi, coi con ăn con cá đấy, coi mạ kho có béo. Tức là đây là cách mời, rất tế nhị. Cách mời rất đặc biệt, đó là gọi là buộc mình phải ăn. Bởi vì này, con cứ ăn con cá đi, coi mà kho có béo không? Rất lạ đấy. Tức là mời mà không thể từ chối được. Thì đó là những cái, hoặc là ngay cả trong những cái đợt, giả dụ như cái mùa bão năm nay, mùa bão này, Khánh Hòa thì bị rất nặng, Nha Trang bị nặng, rồi Phú Yên bị nặng. Nhưng mà với đồng bào đồng hương Quảng Trị đây thì người ta cũng ở đồng hương đây thì người ta cũng tự nhiên là người ta lại tự nhắc nhau một cái câu cửa miệng thôi, mà với người Quảng Trị là thường là nhắc nhau như vậy. Tức là đói khổ đến mấy thì đói khổ, nhưng người ta vượt lên đói khổ bằng một cái tâm thế rất là cái bản lĩnh của người Quảng Trị, là chấp nhận cái giông gió như thế, nhưng mà chấp nhận rất là cụ thể thế này. Đừng khen phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Tức là cái cách của người Quảng Trị đấy, có khó đây mấy thì khó, nhưng mà cái da tay này còn, thì lông vẫn còn mọc. Cái còn cây, ấy, còn chồi ấy, thì nó sẽ sinh ra cây. Tức là cái cây có thể bão giống bẻ gãy đi, thì nó sẽ nứt ra cái chồi, chồi sẽ sinh lại, sẽ là thành lại cái cây. Đấy. Chứ cũng có những cái họ tưng tửng đó, giả dụ như là quê tôi nằm giữa hai đèo, đói ấm no thì thỉnh thoảng, đói nghèo thường xuyên. Đó là cách họ nói rất là tự nhiên thế thôi, họ chẳng than vãn gì cả, họ chấp nhận một cái thực thể, thế là một cái khoảng mà địa lý ở của người miền Trung, mà đặc biệt là cái vùng Quảng Trị, Quảng Bình là nơi eo thắt nhất của cái mảnh đất này, thì bạn cứ hình dung là đất nước này nó như một bó mạ thôi. Cái nơi mà buộc cái bỏ mạ đó là chính là cái lưng của đất nước này. Thế thì nó thắt chặt lại như thế, sông với biển nó gần như là liền nhau, rừng với biển gần như là liền nhau, cho nên là cái điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện không gian môi trường nó rất khó cho cái việc là kể cả về kinh tế nông nghiệp cho đến kinh tế công nghiệp đều rất là khó. Cho nên là, và người đặc biệt là do cái điều kiện thổ nhưỡng rồi điều kiện môi trường như thế, cho nên là quanh năm giông gió, rồi điều kiện như là với Quảng Trị thì ra hiện tại bây giờ này là ra đường thì gặp gò đồi, tức là bước ra khỏi cửa nhà là gặp gò đồi. Vùng bán sơn địa nó nằm đến sát biển, nhưng vô nhà là gặp liệt sĩ. Rất nghèo thế, đói khổ thế, nhưng mà đồng bào là họ chấp nhận, nó rất tự nhiên, bảo thôi thì quê tôi nằm giữa hai đèo, đèo Hải Vân và đèo Ngang đấy, là Bình Dị Thiên, ấm no thì thỉnh thoảng thôi, nhưng đói nghèo thường xuyên, chấp nhận thế. Nhưng mà họ lại đụng đồng viên nhau này, thôi nói thế thôi, nhưng đừng đừng than phận khó ai ơi, còn da lông mỏng,
cái con chồi nảy cây, động viên nhau thế mà đứng mà chấp nhận cái cuộc sống như thế mà bươn trải lên. Và cái điều rất đặc biệt đối với tôi, tại sao tôi, người ta cứ bảo là ông Dương không biết là tại sao mà ăn gì, cái gì ở Quảng Trị cho ông cái gì mà ông trở thành người Quảng Trị, ông về Quảng Trị, ông gắn bó Quảng Trị như thế.